Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách làm một số trợ phương trong thực dưỡng. Dầu mè gừng, giả nát gừng tươi, bắt lấy nước trộn đều lượng dầu mè tương đương, dùng xoa bóp đánh gió khi cảm sốt, nhức mỏi, tức, trặc, đau bụng, sưng u, bôi lên vết lở ở tai, mũi, ghẻ lát, xức dầu trị gầu và rụng tóc, nên làm đủ dùng trong 2-3 ngày, có thể xen kẽ với áp nước gừng. Cao hạ nhiệt, ngâm đậu nành với nước cho mềm, giả nát và trộn thêm ít bột gạo cho khỏi nhão, rồi đem đắp lên trán để hạ sốt, xem chừng thân nhiệt còn khoảng 37 độ C thì lấy ra ngay, hoặc đắp những chỗ viêm nhất không dùng trong trường hợp ban, sởi, trạ, đậu mùa. Tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu về cách rang gạo lứt làm trà. Rang gạo lứt đến khi gạo vàng đậm, xong đổ vào nồi đậy kín cho đến khi nguội, rồi vô hũ, không nên dùng hũ nhựa, dùng từ từ. Mỗi ngày dùng 3 muỗng canh gạo lứt rang hãm với khoảng 750ml sôi trong bình thủy, hoặc nấu sôi khoảng 30 phút, xong bỏ xác lấy nước giữ ấm uống cả ngày, có thể hãm hoặc là nấu với đậu đỏ rang. Cách rang đậu đỏ làm trà, chọn loại xích tiểu đậu tức đậu gạo, luộc sôi 1 phút trước khi rang, rang tới khi đậu sậm màu, xong đổ vào nồi đậy kín cho đến khi nguội, rồi vô hũ dùng dần. Tất cả các loại đậu đều phải luộc sôi 1 phút trước khi nấu. Mỗi ngày dùng 3 muỗng canh đậu đỏ rang hãm với khoảng 700ml nước sôi trong bình thủy, hoặc nấu sôi khoảng 30 phút, xong bỏ xác, lấy nước giữ ấm uống cả ngày, có thể hãm hoặc nấu với gạo lứt rang. Cách làm trà ban cha, chúng ta rửa lá trà già 3 năm bằng cách cho lá trà tươi vào nồi nước sôi, rồi vớt ra liền, sau đó ủ một đêm, phơi chỗ mát, ngày xốc lên 3 lần, phơi khoảng 5 ngày. Lá trà khô cho vô bao để chỗ ráo. Khi dùng, chúng ta sao khử thổ bằng cách là đổ lá trà đã rang thơm xuống nền gạch tàu rồi hốt lên liền, không được để lâu. Có thể mua 4 miếng gạch tàu nếu nhà không lót gạch tàu. Lá trà sao rồi để nguội, bảo quản nơi thoáng mát. Trà 3 năm là lá trà già ít nhất 3 năm tuổi trên thân cây trà. Sau 3 năm lá này mới hái xuống làm trà. Cách nấu nước trà 3 năm. Cách 1, chúng ta lấy 10 lá, rửa sạch vỏ nát cho vô bình thủy và đổ vô 750ml nước sôi. Hãm 15 phút, trà sẽ ra đủ chất để uống, giữ ấm uống cả ngày. Cách 2 là nấu 10 lá trà đã rửa sạch, sôi 10 phút, đổ nước trà vô bình thủy giữ nóng, bỏ lá trà. Tiếp theo là đánh răng. Đánh răng bằng bột, đen thai, than cà đã muối 3 năm. Một ngày chúng ta đánh răng một lần buổi tối, các lần khác súc miệng bằng nước muối, không nên dùng kem đánh răng chứa chất hóa học. Nước uống tăng cường sinh lực. 10g sâm Mỹ, 10 lá trà 3 năm, 10g cầu kỷ tử, 1 chén nước. Tất cả chúng ta chưng cách thủy sôi trong 30 phút, rồi chắc nước này ra chén. Lần 2 cho một chén nước vào hỗn hợp này để chưng tiếp trong 30 phút và chắc lấy nước, uống trong ngày lúc nào cũng được. Cách xông đau nhức, 1kg muối hột và 1kg củ cải trắng cho vào 4 lít nước, nấu sôi, đổ nước sôi này ra xô, rồi dùng vật cản gác trên mặt nước để chân không đụng vô nước bị phỏng, và gác chân lên xông, dùng mền quấn bít kín lại đến ngăn rốn. Nước xông nguội thì cho chân vô ngâm 5 phút, rồi ngâm chân vô nước lạnh trong 1 phút, xông liên tục 2 tuần. Cách áp nước gừng chỗ đau và khối u trong cơ thể. Chúng ta dùng 200g gừng tươi giã nhuyễn cho vào bọc vải mùng, nấu 2 lít nước sôi cho bọc gừng vào, liền hạ lửa nhỏ đủ giữ nước còn nóng. Nhúng khăn vô nồi nước gừng rồi dùng đũa vắt khăn ráo, gấp khăn làm 4 đắp lên chỗ đau với độ nóng chịu được, và phủ lên khăn nóng này một khăn khô bên ngoài để giữ nóng. Trong lúc đắp khăn nóng thứ nhất, chuẩn bị nhúng khăn thứ hai vô nước gừng nóng và vắt ráo để thay khăn thứ nhất đã nguội. Đắp khoảng 30 phút một lần, ngày đắp 2 đến 3 lần mới có kết quả. Chú ý, đang cho con bú không được đắp nước gừng lên vú vì sẽ bị tắc sữa. Cách dán cao khoai môn sọ lên chỗ đau vào buổi tối trước khi ngủ. Khoai môn sọ củ nhỏ rửa sạch và gọt vỏ. Chín phần khoai sọ giã nhuyễn trộn cho đều với một phần củ gừng gọt vỏ và giã nhuyễn. Đổ hỗn hợp này vô miếng vải mùng. Bề dày hỗn hợp độ 1,5 phân đắp lên chỗ đau, bó lại và đắp nguyên đêm. Với những trường hợp bị bón, 2 tiếng một lần chúng ta nhai 1 muỗng cà phê muối mè rang rồi, và trước khi ngủ nhai 4 muỗng cà phê muối mè rang, nhai đến lúc không còn mặn mới được nuốt khoảng 5 phút. Tiếp theo là đối với những trường hợp bị đau bụng, nhức đầu, trúng gió, méo miệng trong vòng 5 phút, phong dược tăng huyết áp, ổn định thần kinh. 1 muỗng cơm bột sáng dây với chút xíu nước nấu chín để nguội, khuấy cho tan đều, rồi mới cho 1 bát nước sôi vào. Khuấy lên thấy bột trong là chín. Nếu bột chưa trong thì để lên bếp khuấy cho chín. Rồi cho 1 muỗng cà phê tương tamari vào khuấy đều. Uống hỗn hợp lúc này bụng đói, hoặc lúc trúng gió, hoặc vào buổi tối và trùm mền cho đổ mồ hôi. Sau đó lau khô người và thay quần áo. Không được ra gió,
dùng quạt và nằm máy lạnh trước 1 tiếng đồng hồ. Bị cảm, chúng ta lấy 15 lá trà 3 năm và 1 phần 2 trái chanh muối 3 năm, trái lớn thì 1 phần 3, với lại một lóng gừng bằng ngón chân cái nướng cho chín rồi băm nhuyễn. Ba thứ này nấu với 1,5 chén nước sắc còn 1 chén, rồi chế nước này vào chén tán sẵn 1 muỗng cơm bột sắn dây khuấy đều, thấy bột trong là chín. Nếu chưa chín thì bắt lên bếp khuấy cho chín bột, sau đó cho vào 1 muỗng cà phê tương tamari và khuấy đều, ăn nóng rồi trùm mền cho ra mồ hôi. Không ra gió và ở phòng máy lạnh trước 1 tiếng đồng hồ. Viêm họng, viêm thanh quản, thực quản. Tối trước khi ngủ đánh răng bằng bột Dentai, sau đó ngậm 1/4 thìa cà phê bột này. Ngửa cổ khò cho nước bột này thấm vô cổ họng rồi ngậm đến khi hết mặn nuốt luôn, không được uống nước vì sẽ làm trôi thuốc. Đau thắt ngang lưng, 1 khúc xương tròn 3 khía thân láng dài 3 tấc cắt mỏng, 1 ký muối hột rang cho hết nổ, dương lót giấy báo và lá chuối chồng lên lớp giấy báo vì rất nóng. Độ muối đã rang lên lá chuối, sau cùng thì xếp lớp xương rồng cắt mỏng phủ lên lớp muối này, lấy khăn lông phủ lên xương rồng, rồi nằm vùng đau lên khăn lông đã phủ xương rồng. Mệt vì làm việc quá sức, mệt vì mất nước, khó thở vì hít nhiều khói xe và té bầm. Chúng ta uống 1 ly nước trà 3 năm hòa với 1 muỗng cà phê tương tamari. Chú ý là cho tương tamari vào ly trước rồi mới đổ nước trà sau và khuấy đều. Nước này có tác dụng khai thông máu, làm tan máu bầm và có tác dụng như nước biển truyền cho người bị mất nước. Bộ phổi, lao, ho ra máu, bộ phổi, người kiệt sức. Một lóng củ sen, một củ cà rốt bằng củ sen, củ cải trắng bằng 1/4 củ sen, nhiều củ cải sẽ đau thận. Một lóng ngưu bàn độ 5 phân và vài lát gừng. Tất cả những nguyên liệu này thì chúng ta ép ra khoảng chén nước rồi thêm vào 1 muỗng canh bột sắn dây, xong đặt lên bếp khuấy chín, nêm 1 muỗng cà phê tương tamari khuấy đều, ăn nóng và trùm mền cho ra mồ hôi. Dùng liên tục 10 ngày để bổ phổi. Nếu ho lao hoặc ho ra máu thì chúng ta dùng liên tục 1 tháng rưỡi quý vị nhé. Ha ha ha.